đây bà lão bán chuối ngon quá, mua một nải. Này là chuối của trồng ở đây nên nó rất là sạch. Giờ mình đi xuống dưới. Có cải xanh không vậy? Ghe mình ghe nào em? Giờ chờ nó vô, có đò nó vô. À. Nước mát quá ta. Mời sao cái ghe nó chuyển qua đây. Giờ mình đi đi lên thuyền để đi ra bè của anh Luân. Trước đây thì mình có đi đến cái đảo này một lần rồi. Mà cái bè với lại thuyền đánh cá thì người ta tập trung ở ngoài bãi nhà, tức là cái bãi trước á. Nhưng mà do là tùy thuộc vào thời tiết, mùa gió. Khu vực này hướng bên này thì mùa này không có gió, cho nên tất cả tàu thuyền với bè người ta sẽ chuyển qua tập trung ở khu vực này. Và đến cái mùa mà gió đổi gió thì người ta lại chuyển về bên phía bên bãi nhà ở khu vực bãi trước. Để dép đó ta. Để đại. Ở đây là một cái bè. Bè này của anh Luân. Mọi người nhìn ở dưới, người ta trữ rất là nhiều cá. Ở đây có cá bóp đúng không cô? Cá bóp là con cá dài dài đó. Dài thòng sọc. Còn cá gì nữa cô? Cá đồng kia. Cá giống như con cá kia, giống con cá bóp. Ở đây nó có rất là nhiều con ghẹ trong cái khay nhựa này. Đây. Chỉ cần cái này mình chỉ cần dở lên là nó thành cái miệng hầm ở dưới. Dạ. Nhưng mà em muốn khám phá cái con cá nghệ anh.
cái nghệ con cái nghệ nó có con nó không có bán cái nghệ mình chọn. Cá nghệ rất là hiếm và ở đây thì người ta rất là ít có bán cá này. Hôm nay thì do là mình đặt trước. Ủa bắt hành luôn hả Lâm? Nè, giả lên đi, giả lên người giả quê Huyên nha. Đó, đó, giả mạnh lên, nhảy lên. Đây. Đó. Đây là một con cá nghệ. Cá này rất là hiếm. À, nguyên cái bè này chỉ có một con duy nhất. Và nguyên có thể là nguyên khu này có một con duy nhất luôn. Có một con duy nhất. Cá này nó vừa hiếm mà do là nó rất là ngon, cho nên người ta nó các nhà hàng rất là quý. Đây là đầu mình cắt. Bắt ra được không anh? Để nhập đầu chết đi hả? Để cái lòng. Đây là cái tay đó nghe. Nó có mấy cái. Dạ. Đây cầm nhẹ thì không sao. Dạ, xà tay cái đây, xà hai tay cho. Rồi, bởi như ra bên đây thấy không? Rồi, đó. Ok, quá ok. Cái này cá là món gì ngon anh? Ở đây là một cái bè cá ở dưới và có hàng trăm con cá rất là to. Một con có thể từ 3, 5, 10 kg. Dưới này có cá bóp, cá mú, có ghẹ và nhiều loại cá khác. Bây giờ mình cho các bạn ngắm trực diện với những con cá này xem nó như thế nào nha. Giờ mình thảy một cái đồ ăn này. Thank you.
nhiều cá chim trắng ở đây. Con 20 nghìn. Đây là nướng luôn. Đây là con sò dương. Sò rất là bự. Sò dương nhớ trên Sài Gòn nó tròn tròn mà là. Kêu con này trên Sài Gòn kêu là con sò lúa. Ngày mai. Ngày mai. Rồi lấy nướng luôn mỡ hành anh. Lấy 4 con này, 3 con mình nướng đi. Dạ. Lấy thứ mới mới đi. Cái kia sò tọ mình cũng lấy 3 con đi. 3 con cái kia 6 con đi. Cái con cho chỉnh ký à. Con nào? Sò tọ. Lấy 3 con thôi anh. Ba con thôi. Đúng rồi, cái này là cái kia ăn thì... ghẹ không? Thôi, anh ăn đi. Anh... Em ăn ghẹ không? Anh muốn quay, ăn chứ anh quay thôi chứ. Dạ, mình tính... lấy ăn ghẹ thôi. Ăn ghẹ 100 men hay là mình hấp gì đó. Hấp nha. Hấp à? Ghẹ thì tính sao, bao nhiêu ký? Tăng 350. Tức là cái giá bốn kia đó. Anh lấy em 3 con. Bắt con bụi. 3 con sợ này với 3 con ốc gì đó. Lấy ra bên đây cầm 2 con đi.
Bây giờ là đến giờ ăn rồi. Để mình giới thiệu khẩu phần ăn cho ba người hôm nay. Đây là thành kết quả của cuộc chiến đấu với con cá nghệ. Con cá nghệ này nặng 2,5 kg. Đầu bếp đã làm hai món cho mình. Món này là cái đuôi là hấp hấp muối, còn cái đầu này là chiên xù. Hấp dẫn không? Đây chiên xù thì mình sẽ cuốn với lại rau sống, dưa leo, bánh tráng để chấm nước mắm. Còn đây là món ghẹ nè. Đó, muốn ghẹ con bự. Đây là ghẹ hấp xả. Đây là một cái mâm ốc, nghêu ốc. Con này á là con sò tọ. Đó, nướng mỡ hành. Còn đây là con sò mai. Ở ngoài đảo á, thì người ta gọi là con sò sò dương, nhưng mà ở trong đất liền mình gọi con này là con sò mai. Rồi, bây giờ mời anh em ngồi để mình thưởng thức nha. Ăn ốc chứ. Ủa, loa mở lên chưa? Đây là con sò tọ nướng mỡ hành. Con này nó thịt nó dính vô trong cái vỏ đó là chắc. Ăn đi em. Con sò mai. Cá nghệ, cái này là người ta hấp muối. Cá này nó bắt lên làm tại chỗ nên nó rất là tươi, thịt nó thơm. Con ghẹ này là ghẹ đực. Ghẹ đực thì thông thường nó thịt nó ngon nhưng mà nó không có gạch. Bạn nào thích ăn gạch á thì mình nói người ta bắt ghẹ cái. Con này là ghẹ cái nè. Ghẹ cái thì cái mô nó to. Cái này là cái mai của nó. Thì trong con ghẹ cái này thông thường á là nó có gạch ở trong này. Còn ghẹ đực á thì cái thịt nó ngon nhưng mà lại không có, nó không có gạch. Thank you.
Dạ. Chỗ nào để gỡ này đây? Cả lấy con dao cắt cái này em ơi. À đây đây, cắt bỏ khúc đó nha. Giờ mình ăn cá nghệ chiên xù. Bỏ rau sống lên. Cái con này lấy gì? Cái con này là chén nước mắm hết vô. Ngon. Chấm một tiếng là. Chấm ở đây người ta làm pha nó đặc sệt, cay và ngọt ngọt. Rồi, trời, mày rớt máy bị bao.